Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là nổi tiếng ở trong làng hài cuộc sống Mỹ nha Dĩ nhiên thấy mặt mình là biết mình sắp chia sẻ chủ đề hay ho gì rồi đó Đó là chủ đề liên quan tới bầu cử Mỹ Là chủ đề tin vui cho ông Tổng thống Trump và đặc biệt là gì? Một chủ đề tin rất là hài hước mà liên quan tới ông <laughs> đội của ông Biden Đó là mọi người biết cái gì không? Đó là bây giờ đội team của ông Biden sắp hết tiền Wow, chính xác là họ đang quyên tiền hả à, nghe nói là bắt đầu hấp dẫn phải không? Nhưng mà mình không có cho mọi người biết ở đầu video được Mình sẽ để dành ở cuối video tại vì mình phải dẫn chuyện mọi người từ từ mới Vì sao mà đội của Biden hết tiền được Ok, bây giờ chúng ta cùng vô video nha <laughs> Cái như là hôm bữa là mọi người đã biết là ông Tổng thống Trump Ông vừa hợp với các nhà lập pháp bên bang Michigan rồi đúng không? Ông nói là <laughs> đại khái cái cuộc họp đó nó chỉ uh, xoay quanh cái tiền hỗ trợ kinh tế rồi này chỉ, uh, kia thôi ha dĩ nhiên là sau đó là bên uh, phía ông, ông Biden với uh, mấy cái đài MSNBC, CNBC, ABC nói chung là đài truyền thông cánh tả với những fan của ông Biden nào là tung tin đồn lên hồi nói wow tổng thống Trump chơi chơi uh, chơi uh, um, lợi dụng cái cuộc họp để mà gây áp lực đấy với các nhà lập pháp uh, bên bang Michigan để uh, cho họ À, tạo ra kết quả có lợi cho ông Trump, à, âm mưu uh, cướp chiến thắng của ông Biden, vân vân, vân vân Đó là những tin đồn mà họ tung ra như vậy đó à, Dĩ nhiên là không có chuyện đó ha Và mấy nhà là pháp bên bang Michigan họ cũng nói rồi Không có chuyện đó tại vì họ không có thấy vấn đề gì hết Và cái cái, cái phần hấp dẫn ở chỗ này nè, thì theo lịch trình á, là tới ngày thứ hai sắp tới đây, tức là ngày 1 là bên bang michigan nó phải xác minh kết quả của người chiến thắng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa rồi hả à, thì dĩ nhiên theo cái lộ trình bình thường là ông biden ông sẽ được xác minh thắng tại vì ông dẫn trước ông tổng thống trump tới mấy chục ngàn phiếu bên đó là... wow nhưng mà cái nhưng mà cái tin vui bữa nay cho ông tổng thống trump là gì là bên đại hội đảng cộng hòa để viết một lá thư gửi cho bên cơ quan lập pháp ở bên bang michigan kêu họ là khoan hãy xác minh cái cái việc cái, cái kết quả đó cho ông Biden, à, thay vì thứ hai xác minh thì kêu họ khoan hai tuần, tại vì tại vì họ cái bà mà mặc đêm nhiều là bà lãnh đạo ở bên phía hội đồng đảng cộng hòa đó bây trong cái lá thư bao nêu là ok, hôm bữa đếm phiếu bên bang Georgia họ phát hiện ra là Bên bang Georgia có quên mấy ngàn phiếu dĩ nhiên là trong mấy ngàn phiếu đó có thêm mấy ngàn phiếu Có lợi trong tổng thống Trump nữa Giúp tổng thống Trump giúp rút ngắn tỷ số của ông Biden xuống từ 14 ngàn mấy phiếu xuống còn cả 12 ngàn mấy phiếu wow. Và họ phát hiện cái điều đó được là nhờ đếm phiếu bằng tay Vậy thì bây giờ bà đem cái thí dụ đó ra bà kêu yêu cầu là Thôi thay vì vậy thì Bây giờ bang Michigan cũng nên đếm phiếu lại bằng tay như vậy đi. À, biết đâu lại có phát hiện à, à, đúng như là ông Trump nói là có phiếu gian hay có phiếu quên hay có phiếu không hợp lệ đều vân vân. À, kể như trong lá thư nó không có đề cập gì tới chuyện mà có chuyện gian lận hay à, gọi là phiếu không lệ gì ở đây hết. Cái lá thư đó chủ yếu là yêu cầu là khoan hãy xác minh kết quả lại. À mà là chờ nên đếm phiếu lại kiểu giống như ban trò trà để xem coi nó có phát hiện cái vấn đề gì giống như ông tổng thống trump nói hay không thì dĩ nhiên là trong trường hợp đó là tổng thống trump nhảy vô liền nó nói ừ ok good vậy là tốt nhất là nên làm như vậy đi à, thắng thua gì không cần biết và mình cũng ủng hộ cái điều đó nè ok thắng thua gì không có cần biết ở đây dĩ nhiên là nếu ông biden sát đếm phiếu lại đàng hoàng xác à, minh kết quả đàng hoàng nếu như mộng bay là đóng thắng ok nhưng mà nhiều khi nếu mà đếm phiếu lại kiểu như ban cho trà thì biết đâu ở à, ông tổng thống trump phát hiện ra cái bao nhiêu ngàn lá phiếu có lợi trong tổng thống trump thì sao đúng không nào đúng không đúng không mọi người ok nếu như mà không đếm phiếu lợi kiểu ban cho trà đó nha là lúc đó là coi như là mấy ngàn lá phiếu của tổng thống trump đó mặc dù nó không có thay đổi kết quả như, à, theo nhiều bên theo như tổng thư ký của bang Georgia xác minh là cái ông Raffensperger ông nói đó nhưng mà ít ra gì nó con phát hiện ra tại sao ở đâu ra mà có chuyện mà bỏ quên mấy ngàn lá phiếu à, tức là bỏ quên năm mười thùng phiếu ở đây được à, cái, cái 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 bỏ quên tại tại sao lại quên quên gì, gì kỳ á à, đó đâu phải là một hai lá mà là mấy ngàn lá mm. ok rồi cái vấn đề đó đi thành ra là là chưa chắc là thứ hai này mọi người sẽ chưa chắc là thứ hai này bang Michigan sẽ xác minh kết quả uh, bầu cử hôm bữa có lợi cho Biden đó mà nhiều khi phải chờ thêm cỡ hai tuần nữa theo uh, yêu cầu của bên phía Đảng Công hòa. À, bây giờ chúng ta cứ chờ xem cái điều đó nha. Còn cái mặt khác, cái mắt cười là chỗ này nó là bên đội của ông Biden hết tiền. Wow! Hết tiền. À và cái hết tiền của họ đại khái nếu mà mọi người lên trang web uh, joebiden.com á, đó là trang web chính thức của bên uh, uh, đội ông Biden á, thì họ đang vận động người dân quyên tiền. Dĩ nhiên là những fan hâm mộ của uh, ông uh, Biden, ha? không biết có anh chị nào fan của ông Biden nhào vô quyên tiền không? Thì cái đó thì uh, mình không biết. Ha? Nhưng mà chắc cũng có đó, ok. Tại vì họ là fan của ông Biden thì chắc cũng có đó đấy đại khái là ông Biden á, bây giờ cái hồi nãy mình vô mình xem thử á, là cái nội dung nó ghi là tại vì bên phía ông tổng thống trump thư kiện nhiều quá bình thành ra là bên phía ông Biden cũng phải tốn rất là nhiều chi phí luật sư để mà ứng phó với các vụ thư kiện đó, thành ra họ cần tiền họ kêu gọi người dân là uh, quyên góp cái minimum hình như là 5 đồng, có nhiều nhất là bao nhiêu tiền đó, không không có nhiều nhất ai ai muốn nguyên càng nhiều càng tốt nhưng mà minimum là 5 đồng á. À, cái như là họ cần tiền để mà họ trả tiền phí luật sư với phí uh, tò đồ này kia để mà ứng phó với các vụ thư kiện bên phía tổng trump tổ, tổ, tổ. và mình đọc báo thì mình thấy là bên đội bay đành lại cần thêm tiền để mà chờ, uh, thúc, uh, thúc đẩy quá trình bàn giao quyền lực đó. Wow. Tại vì bên cái văn phòng nó gọi là general service administration tức là văn phòng mà tức là cơ quan dịch vụ công công chúng cái văn phòng đó đó không do bà Emily ha cả như là bà phải xác minh kết quả đó, là bên phía ông Biden ông thắng thì khi đó đó bên uh, ngân sách nhà nước mới bắt đầu chi tiền cho bên đội ông Biden để họ có thể thành lập cái đội là À, chuyển giao quyền lực cái nhóm transition team á, à, à, để mà bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực để khi một tổng thống cũ à, hết nhiệm à, thì ông tổng thống mới bắt nhịp vô luôn, hao, ông không bị bỡ ngỡ. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là gì? Vấn đề bây giờ là bên ông tổng thống Trump chưa có nhận thua, thì dĩ nhiên là tại vì à, chưa có à, có nhiều cái vấn thành ra là tổng thống Trump không chịu nhận thua. Giờ sau đó nữa là gì? À, à, có còn đếm phiếu lại nhiều bang rồi xong nữa là gì à, thêm nhiều cái điều yếu tố bất ngờ chẳng hạn như là phát hiện phiếu quên rồi uh, phiếu kiện rồi dời uh, ngày xác minh được tầm lắm hết thành ra là bây giờ là bên phía của ông tổng thống trump không ai xác minh được là, là ông biden này ông là tăng tổng thống đắc cử hết mà ông theo cái uh, lực, phá, theo lực pháp mỹ không? theo Quốc hội Mỹ quy định đó, thì phải chờ tới ngày 14 tháng 12. Khi đó đó mấy người đại cử tri họ sẽ dựa theo kết quả bầu cử hôm, hôm ngày 3 tháng 11 đó, hay không? Họ sẽ bầu. Thì khi đó đó là dù ông tổng thống cũ có nhận thua hay không, hay không? Thì ông tổng thống mới nếu như ông tổng thống nào đắc cử đó, không? ông sẽ được là president elect tức là ngày 14 tháng 12 là ông tổng thống cái ông nào thắng cử đó ông sẽ được làm president elect thì khi đó, đó cái cơ quan dịch vụ công chúng hồi nãy mình nói đó họ sẽ bắt đầu họ chuyển giao tiền à, để cho mà ông tổng thống mới ông thành lập cái đội tiếp quản nhưng mà đó là chuyện của ba tuần nữa còn bây giờ ông Biden đội ông hết tiền này không? thay vì như những cái kỳ bầu cử trước đó, thì không có tranh chấp thành ra là vừa bầu cử xong là bắt đầu là bên tổng thống cũ là người ta bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực là người ta phê chuẩn để mà chuyển tiền liền còn cái bầu cử lần 2020 này có tranh chấp thành ra là mọi mấy cái quá trình thông lệ theo thông lệ đó giờ nó bị ngưng chạy bởi giờ đội Biden hết tiền thì mình muốn làm video này để chia sẻ để cho fan của Biden biết để mà họ có thể đi quyên tiền nếu họ thích còn mình chỉ muốn chia sẻ tin vui cho các cô chú anh chị và các bạn về tiểu bang Michigan Wow, hy vọng sẽ có một kết quả khá là tốt đẹp trong tổng thống Trump. Ok. Theo video đã dài, xin chào tạm biệt mọi người nha. Thank you, bye bye.